Em tên là Nguyễn Thị Tuyết Nhung, em đang sống ở Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận. Em bị tai nạn thì em nằm bệnh viện khoảng hơn một tháng. Em đăng ký tham gia để giúp nhà chú Mười là trước khi em bị tai nạn. Em bị tai nạn với lại một chiếc container. Dạ, và em bị gãy chân rồi, còn mắt thì bây giờ phần trăm phục hồi thì chỉ được 30%. Mắt của em thấy rõ được chưa? Dạ thì một mắt bên này là giống như có một cái màn che lại, thì em chỉ thấy được là đang ở ngoài sáng hay là đang ở trong tối. Nhìn sáng nó bị gì vậy cơ? À, con mắt của em nó bị tách ra xong nó bị rớt qua bên này. Mà em thấy bé này nghị lực lắm, tại vì là bị tai nạn nè, bị gãy chân nè, rồi bị mắt nữa, nhưng mà vẫn lên đây hát để giúp đỡ. Khoan, cho em xíu, mẹ của Nhung đang sau sân khấu, em bị xỉu gì kìa. Thưa ban giám khảo và tất cả các bạn khán giả, chúng ta có một trường hợp rất là hy hữu xảy ra. Bạn Tuyết Nhung, bạn đó không đảm bảo được vấn đề sức khỏe nên đã bị ngất ở trong hậu trường. Thì hiện tại đã đưa em đi vào bệnh viện để truyền nước cũng như là cấp cứu rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ còn có 3 thí sinh mà thôi. Đón xem tập 5 Hát Mãi Ước Mơ, phát sóng vào lúc 20:30 ngày 16 tháng 8 năm 2019 trên kênh HTV7.